Nè, cô có đi tìm hay không vậy? Nè, cô lắc lư qua lại là tìm được rồi sao? Chuyên nghiệp một chút đi có được không? Tìm được rồi. Tìm được rồi. Ở đâu hả? Chú Trung. Chú. Nè, tôi không phải là tìm dấu giày. Tôi muốn tìm chú Trung, cô đừng có giỡn mặt mà. Chú Trung cao 1m7, nặng 86kg. Size của giày là từ số 8 đến 9,5. Và ông chỉ có một đôi giày thể thao nhãn hiệu này. Với kích cỡ và nhãn hiệu này hoàn toàn trùng khớp với chú Trung. 11 giờ mấy tối qua trời có mưa lớn, có nghĩa là dấu giày này tối qua đã để lại. Nè, tôi coi như là dấu giày của chú Trung để lại đi. Nhưng mà nhiệm vụ của cô là phải tìm chú Trung cho tôi. Bây giờ chú Trung ở đâu hả? Tiếp tục tìm đi. Nếu như cô không tìm được, cô đừng hòng ăn đó. Cứ coi trước đi. Nè, chờ với. Nè, sao dấu giày biến mất hết vậy? Bị người ta bắt đi rồi. Có lẽ chú Trung đã bị người ta bắt lên xe, sau đó chở đi. Có nghĩa là đi theo chiếc xe này sẽ tìm được chú Trung sao? Anh giỏi thiệt nha, vậy mà cũng đoán được. Đi đi. Nè, đừng vô trong đó. Ngồi xuống. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy rồi. Cô muốn nói cho tôi biết bãi container này có mờ ám chứ gì? Không lý nào lắp nhiều camera như vậy. Nhưng mà chính vì có mờ ám cho nên mới phải vào trong. Anh làm ơn nhìn cho kỹ đi. Những camera đó tất cả đều là đời mới nhất. Anh mạo muội vô trong như vậy chắc chắn gặp nguy hiểm. Qua đường cũng sẽ gặp nguy hiểm, vậy sao cô còn qua? Rất có thể chú Trung ở bên trong đó. Nếu chúng ta không vô thì đúng là nguy hiểm lắm. Nè, anh muốn gì chứ? Tôi biết là cô quan tâm tới tôi lắm. Cảm ơn. Nè, tránh ra. Đứng lại. Nè. Cô biết ngôn ngữ của chó hả? Chắc chắn những con này đã được huấn luyện nghiêm khắc. Mau chạy đi, nó sẽ cắn nát cổ họng của anh đó. Nè, bây giờ tính sao đi? Tất cả chó đực đều có một đặc trưng như nhau, đó là tật mê gái. Bây giờ tính sao đi? Nè, lùi lại. Lùi lại. Nè, nó không bị cô tán tỉnh đâu. Có khi nào cô giống con trai quá, nó tưởng đâu cô là chó được hay không? Tôi còn tuyệt chiêu chưa xài thôi. Còn nữa hả? Nè, cô thử quay người lại với nó coi. Không được, chạy đi. Chạy, chạy, chạy. Chạy đi. Chạy đi. Tự nó cắn tôi rồi. Nè, đi đâu vậy? Về nhà thay quần sao? Đã nói là đi tìm người phụ rồi, xong vô bãi container. Chú Trung. Nè, cô nhìn xong chưa vậy? Nè, anh che cái gì vậy? Có gì đâu mà nhìn. Ai nói là không có gì, không gian không dối sợ cái gì chứ. Con người của cô đúng là vong ân bội nghĩa. Lúc đấy nếu không nhờ tôi giúp cô, người mặc quần khoét đấy sẽ là cô đó. À, phải, anh đã vì tôi. Đúng là hy sinh lớn lắm. Cô chừng bị một lẹo bây giờ đó. Kỳ vậy? Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp sao? Kiểu này gọi là thời trang đó. Không được lấy điện thoại ra. Không được lấy điện thoại ra. Che bên dưới nữa, che mặt đi. Chấp gì thì chấp, không được chấp mắt. Chính xác. Trời ơi, cái quần còn ân hình nữa.